Tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quy định quản lý sử dụng quỹ biệt thự thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt. So với lần điều chỉnh gần nhất vào năm 2017, số lượng biệt thự tăng thêm 4 căn. Theo quyết định vừa được ban hành, các biệt thự thuộc sở hữu nhà nước tại thành phố Đà Lạt sẽ được phân làm 3 nhóm với tổng cộng 166 căn. Trong đó, nhóm 1 có 3 biệt thự gồm Dinh 1, Dinh Bảo Đại Cũ, Dinh 2, Dinh Toàn Quyền Cũ, Dinh 3, Dinh Bảo Đại Cũ là những biệt thự có giá trị điển hình về nghệ thuật kiến trúc, cảnh quan và có giá trị lịch sử văn hóa. Đối với biệt thự nhóm này, khi cải tạo phải giữ nguyên hình dáng kiến trúc bên ngoài, cấu trúc bên trong, mật độ xây dựng, số tầng và chiều cao. Trong lần điều chỉnh này, có 2 biệt thự thuộc nhóm 1 được chuyển sang nhóm 2 là biệt thự số 4 Hùng Vương, Dinh Nguyễn Hữu Hào cũ và biệt thự số 1 Lý Tự Trọng, Tư Dinh Tỉnh Trưởng cũ. Biệt thự nhóm 2 gồm 69 căn biệt thự có giá trị kiến trúc, cảnh quan, lịch sử, văn hóa. Khi cải tạo phải giữ nguyên hình dáng kiến trúc bên ngoài. Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng còn xếp loại 94 biệt thự vào nhóm 3, được cải tạo nâng cấp không gian bên trong. Bên ngoài công trình, thực hiện theo các quy định của pháp luật về quy hoạch kiến trúc và pháp luật về xây dựng. Cũng theo quy định mới, không được phá dỡ nhà biệt thự thuộc nhóm 1, nhóm 2 nếu chưa bị hư hỏng nặng, có nguy cơ đổ sập theo xác nhận kết quả đánh giá an toàn công trình của cơ quan có thẩm quyền.